Clip được quay ngày 29 tháng 11 năm 2012, quay cho Văn Huy ở Đà Lạt. Sóc bay Sugar Glider, sóc Úc, Mỹ. Rất là ngoan. Sữa pha hơi ấm ấm, pha không loãng quá và không đặc quá, xong cho sóc ăn. Muốn sóc lớn nhanh một ngày ăn 3 lần. Tôn. Trung bình một con này có thể ăn được hết 5 cái muỗng như thế này. Và cho ăn một muỗng để lấy ví dụ. Rất là ngoan.